Tin Vatican Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 10 Cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ Trong sứ điệp video do mạng lưới toàn cầu về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha phổ biến, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng các tu sĩ với lời cầu nguyện, đời sống thanh bần và sự kiên nhẫn của họ cần thiết cho sứ mạng của giáo hội Ngài mời gọi cầu nguyện cho các tu sĩ trong tháng 10 này. Ngài nói, các tu sĩ với lời cầu nguyện, sự thanh bần và kiên nhẫn rất cần thiết cho sứ vụ của giáo hội. Hơn bao giờ hết, với những thách đố của thế giới ngày nay, chúng ta cần sự tận hiến hoàn toàn của họ để loan báo tin mừng. Chúng ta đừng để mình bị lấy mất đi sự nhiệt tâm truyền giáo. Và chúng ta cầu nguyện để những người nam nữ thánh hiến có thể thúc dục chính mình và hiện diện giữa người nghèo, người bị gạt ra bên ngoài lề xã hội và những người không có tiếng nói. Theo niên giám Tòa Thánh năm 2017, trên toàn thế giới có 188.229 nam tu sĩ và 670.320 nữ tu sĩ. Các tu sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng đặc biệt đóng góp của họ trong lĩnh vực y tế và giáo dục thật là to lớn và quý giá. Lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội là một trợ giúp đắc lực cho họ trong sứ vụ